quý vị, sau nhiều lần trốn khỏi trại giam quân đội và bị bắt trở lại, vừa qua Triệu Quân Sự lại tiếp tục vượt ngục. Và ngay lập tức thông tin này đã gây rúng động ở mức độ nguy hiểm và manh động của đối tượng. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này trốn trại. Vậy Triệu Quân Sự là ai và động cơ cũng như cách thức phạm nhân này đã thực hiện như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng nhìn lại toàn cảnh hành trình lẩn trốn và nơi ẩn náu bất ngờ của Triệu Quân Sự trong những lần vượt ngục trước. Theo thông tin từ dinh trong bài viết, triệu quân sự bị bắt, thiếu tướng Trần Vũ Hà, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông vừa nhận được thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được triệu quân sự. Theo thiếu tướng Hà, sự bị bắt ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Rồi rồi ok ok. Hốt voi. Bắt rồi đang đứng tôi nhanh buồn. Hả? À? Rồi rồi rồi. Ờ trông nhanh buồn. Đóng vấn đua xe là anh em bổ cho quả xẻ cho nó hoành tráng cho chú hiệu lên luôn VTV1. Cháu rồi. Có xe chở nó về chưa? Có xe rồi về chưa? Không gì không. Không người không. Giữ hàng chưa? Rồi rồi. Theo thông tin được đăng tải trên báo Điện tử Chính phủ, chiều muộn ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự sinh năm 1991, chú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã trốn khỏi trại giam T-974 của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là nơi sự chấp hành bản án trung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản lần lại hồ sơ triệu quân sự sinh năm 1991, trú tại Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, càng lớn càng đam mê chơi game. Theo báo Điện tử Công an Nhân dân, thông tin trong bài viết đăng tải năm 2015, được biết sự là con trai cả của một gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, sự được gia đình bạn bè quý mến vì chăm chỉ, học giỏi. Hắn chỉ bắt đầu trượt dài trên con đường tội lỗi từ khi bỏ học năm lớp 10. Ông Triệu Xuân Lịch, sinh năm 1967, bố đẻ của sự cho chúng tôi biết. Thời gian học tiểu học, Trung học cơ sở, Sự luôn là một trong những học sinh khá của lớp, năm nào cũng nhận được giấy khen của nhà trường, thậm chí năm lớp 5, Sự có được đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Một cô giáo từng muốn nhận Sự làm con nuôi vì thương cậu học trò nghèo học giỏi này. Tuy nhiên, vì gia đình quá túng bẫn nên Sự bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ban đầu, Sự cùng cha và các cô chú đi làm nghề phụ vữa ở thị trấn Đại Từ. Sau đó, Sự chuyển sang làm thợ hút cát thuê với mong muốn con trưởng thành hơn, gia đình đăng ký cho sự đi lính nghĩa vụ tại một đơn vị ở tỉnh Bắc Giang. Tưởng rằng môi trường quân đội sẽ là nơi phát huy những năng khiếu của sự, nhưng chẳng ai ngờ được rằng những ngày tháng đi làm thuê làm mướn ngoài xã hội đã khiến cho tâm tính của sự hoàn toàn thay đổi. Sự dính vào cờ bạc lô đề, từ đó y luôn cảm thấy túng thiếu và phải ăn cắp vặt của bạn bè lần đầu trốn khỏi doanh trại, sự mượn điện thoại di động chỉ giá 2 triệu đồng của một người bạn cùng đơn vị, sau đó đem cầm cố và không có tiền trả. Nghe tin này, bố mẹ sự đã vội vã tìm đến dùng tiền để giải quyết sự cố này. Nhưng ít lâu sau, người bạn này lại cho sự vay một triệu đồng để sự bỏ trốn khỏi doanh trại. Thấy con mò về nhà, bố mẹ sự đã gọi điện cho một chỉ huy của sự và ban chỉ huy quân sự xã đến đưa sự quay lại nơi đóng quân. Chưa hết, Trở lại doanh trại chưa được bao lâu, tháo hư tật xấu của sự lại phát tác. Lần này, sự đã ăn cắp 9 điện thoại di động của các bạn và bỏ trốn. Sau đó, sự hoàn trả 8 chiếc điện thoại di động cho các nạn nhân thông qua một sĩ quan chỉ huy và giấu lại một chiếc. Sự đem cầm cố chiếc điện thoại này cho một bác xe ôm gần cổng doanh trại, lấy 600.000 đồng để ăn quà vặt và mua quần áo dân sự để trốn về nhà. Ngán ngầm khi con trai vẫn chứng nào tật ấy, nhưng ông Lịch vẫn phải cố kìm nén cơn nóng giận để gọi điện lên doanh trại và lên xã nhờ mọi người đến đưa sự đi ngày. Cùng với đó, gia đình cũng đã gửi 800.000 đồng bồi thường cho nạn nhân bị sự trôm điện thoại. Sau 4 lần bỏ trốn khỏi đơn vị và bị gia đình ép quay lại nơi đóng quân, sự đã bỏ trốn lần thứ 5. Và lần này, hắn không về nhà nữa mà đi lang thang ở Hà Nội gây ra vụ án tài đình. Theo đó, sau cuộc đào ngũ cuối cùng vào tháng 8 năm 2012, sự lang thang tại Hà Nội khoảng 10 ngày. Chiều 22 tháng 8 năm 2012, tên này mang theo dao bấm đến quán Hương Sen, quận Long Biên Hà Nội. Hôm đó, sự sát hại nữ chủ quán, cướp nhẫn vàng, hoa tai, lấy hai điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. 4 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2012, triệu quân sự bị công an ập vào bắt giữ khi đang ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên. Tháng 3 năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 tuyên phạt sự tù trung thân về ba tội, giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Cuộc vượt ngục đầu tiên Mở đầu cho hành trình vượt ngục khó tin của mình, dạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, sự của với đồng phạm tên Tuấn cười sóng sát, treo tường trốn trại giam quân sự khu vực miền Trung, đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước đó trong quá trình thụ án tại trại giam T10, sự vật phạm nhân Nhâm Văn Tuấn, sinh năm 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang quen nhau. Quá trình thụ án, sự vật Tuấn thân quen phát hiện sơ hở tại trại giam T10 nên lên kế hoạch vượt ngục. Sau khi nhận công văn đề nghị phối hợp truy bắt của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng và lực lượng của bộ công an đã tung quân ra soát các địa bàn nghi vấn. Sau khi giả soát diện rộng, ngày 15 tháng 12 năm 2015, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương phát hiện sự tại một quán Internet ở Bắc Ninh. Cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ trên người tên tội phạm truy nã một dao nhọn. Sự khai đã dùng hung khí này để đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt sự trước đó. Đối tượng còn ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn chạy. Sau khi bị bắt, sự thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm tài sản và vụ cướp 13 chiếc điện thoại tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn trước đó 2 ngày. Năm 2016, sau khi bị bắt, sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt tù là trung thân, đồng thời bị đưa về trại giam quân sự khu vực miền Trung tiếp tục thi hành án. Từng là một cậu bé chăm chỉ và học giỏi, ít ai có thể hình dung được những ngày mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình đã thay tâm đổi tính sự như thế nào. Là hung thủ của một vụ án kinh hoàng và phải nhận mức án trung thân. Dường như tên tội phạm này chỉ chờ thời cơ để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Và chưa dừng lại ở đó, sau lần vượt ngục đầu tiên bị bắt, thay vì nghiêm túc chấp hành án, triệu quân sự lại nung nấu ý nghĩ tiếp tục bỏ trốn. Tiếp tục vượt ngục và bị bắt vì mê trò chơi điện tử. Cụ thể, khi bản án có hiệu lực, sự được cơ quan quân sự di lý vào Quảng Ngãi giam giữ ở trại T-10 thuộc quân khu 5 ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên sau đó, phạm nhân này tiếp tục vượt ngục. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, cán bộ quản lý trại giam T-10 cho phạm nhân ra ngoài tắm nắng. Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, trại quân sự đã phá hàng rào kẽm gai, treo ra bên ngoài rồi trốn thoát về hướng quốc lộ 1. Sau khi vừa khỏi trại giam, sự đến khu dân cư gần trại giam và nhà dân lấy trộm một áo thun, một quần đùi và một quần vải tối màu mặc vào người rồi tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 1A. Trong quá trình trốn chạy, sự đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể khoảng 19 giờ 25 phút ngày 3 tháng 6, sự đến trạm gác chắn tàu hỏa, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi, trộm điện thoại của nhân viên gác chắn tàu rồi chạy men theo đường ruộng bỏ trốn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sự đến địa bàn thôn Bình An, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, trộm xe máy của người dân địa phương chạy theo quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Trên đường đi, sự trộm một mũ bảo hiểm và một đôi giày vải của người dân ven đường. 7 giờ ngày 4 tháng 6, sự đến thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nghỉ ngơi và bán điện thoại được 1 triệu đồng. Lần đó, lực lượng công an quân đội đã huy động hàng trăm người băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục. Ngoài các lực lượng tinh nhuệ, hơn 50 chó nghiệp vụ và thiết bị flycam đặc chủng cũng được đưa đến núi Hải Vân Đà Nẵng để truy tìm kẻ mang tội giết người. Tuy nhiên, việc truy bắt sự gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực này hiểm trở. Lần đó, đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an Đà Nẵng đã đề xuất quân đội nổ súng để tiêu diệt Triệu Quân Sự. Tối 18 tháng 6 năm 2020, sau 2 tuần ròng rã truy bắt, công an thành phố Tam Kỳ Quảng Nam đã bắt được Triệu Quân Sự khi anh ta đang ở tiệm internet tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Sự khai, sau khi vượt ngục lần thứ hai, anh ta lẩn trốn trong rừng, chờ trời tối, rồi men theo lối mòn đi Đà Nẵng, sau đó vào Hội An. Khoảng vài ngày sau, sự đi theo đường biển vào thành phố Tam Kỳ, do mê các trò chơi điện tử, phạm nhân này đến tiệm internet chơi rồi bị cảnh sát bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt triệu quân sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả hai tội là 6 năm tù tổng hình phạt trung thân tại bản án số 03-2016 HSST ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Tòa án Quân sự Quân khu 5. Bộ bị cáo chịu quân sự phải chịu hình phạt chung là trung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù trung thân là ngày 18 tháng 12 năm 2020. Triệu quân sự được đưa về trại tạm giam thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng nằm trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để thi hành án. Sự trùng hợp là ở cả hai lần trốn trại năm 2015 và 2020, sự đều bị bắt khi đang chơi game tại tiệm internet. Ở lần vượt ngục thứ nhất, sự bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và lần thứ hai bị bắt khi đang chơi game tại một quán internet ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Theo bài viết ghi lại hành trình vượt ngục lần thứ hai của Triệu Quân Sự được đăng tải trên báo Tiền Phong ngày 22 tháng 6 năm 2020 với tiêu đề Hành trình vượt ngục khó tin của phạm nhân Triệu Quân Sự và thời điểm bị bắt giữ tại tỉnh Quảng Nam. Đối tượng sự không chống đối. Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ thông tin thêm. Khi bị bắt, sự nói đã biết mình đang bị vây bắt nên thấy công an là chấp hành. Đối tượng cũng không cầu ý kiến gì, chỉ mong muốn được gặp mẹ. Anh MBC, nhân viên quán tại quán Internet HT, nơi sự bị bắt giữ cho hay, Tối 18 tháng 6, sự ngồi chơi game ở máy tính số 55 của quán thì bị các cán bộ công an ập và bắt giữ. Anh xe kể, thấy công an vào, ban đầu người này đứng dậy, sau đó ngồi xuống. Khi được hỏi tên và kiểm tra chứng minh thư nhân dân thì người này nói mình tên Đức Minh và không có giấy chứng minh nhân dân. Lúc sau thì đưa tay ra nói, các anh bắt em đi. Theo nhân viên quán, sự đã có mặt tại quán từ ngày 14 tháng 6, ở đây liên tục 4 ngày. Tại đây, sự lập tài khoản có tên Đức Minh để chơi game. Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 20 giờ thì bị khẩu trang đeo kính đi ra ngoài. Đến khoảng 9 giờ tối thì quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Cũng theo anh C, hai ngày đầu tư quán chơi thì mọi người không để ý đến sự. Ngày 17 tháng 6, qua thông tin trên báo chí, chủ quán nhận ra sự và báo cho cơ quan công an. Công an xác định phạm nhân triệu quân sự một mình trốn khỏi đời giam. Trong thời gian lần trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, Đối tượng triệu quân sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn, không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Xuyên đêm truy tìm phạm nhân vượt ngục triệu quân sự Quay trở lại với diễn biến lần vượt ngục mới nhất của triệu quân sự về phía chính quyền địa phương nơi trại giam đóng chân. Ngay sau khi nhận được thông báo triệu quân sự trốn trại, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để phối hợp cùng cơ quan chức năng lập chốt chặn truy tìm ngay trong đêm 31 tháng 5. Xã Thành Long đã thông báo trên loa truyền thanh để người dân biết và nâng cao cảnh giác, nhận diện đối tượng để tránh trường hợp triệu quân sự lẩn trốn trong dân cư. Đêm 31 tháng 5, gần như toàn bộ lực lượng cùng túc trực để phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm phạm nhân triệu quân sự. Được biết, xã Thành Long hiện có 1.378 hộ dân với hơn 7.600 nhân khẩu. Đây là xã có địa hình khá phức tạp, có rừng phòng hộ, trong đêm 31 tháng 5 và sáng ngày 1 tháng 6, dọc các tuyến đường và khu vực lân cận xã Thành Long, nhiều chốt chặn kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực vừa để đảm bảo an toàn cho người dân và truy vết các thông tin về triệu quân sự. Đầu giờ chiều ngày 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã chính thức bắt được triệu quân sự, tội phạm nguy hiểm vừa trốn trại tại Thanh Hóa. Có thể thấy đây là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và manh động khi đã từng đoạt mạng người, cướp tài sản đảo ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ nhiều lần những tin tức mới nhất từ cơ quan chức năng về quá trình truy tìm phạm nhân này sẽ được cập nhật liên tục xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt